Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyên mục tô màu cho những bức tranh kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình có chuẩn bị sẵn một bức tranh về một nàng công chúa rất là xinh đẹp đang cưỡi trên một chú ngựa bạch mã này, rất là đẹp nhá. Hãy cùng mình tô màu cho bức tranh về nàng công chúa này. Đầu tiên mình sẽ sử dụng màu hồng để tô cho mái tóc của nàng công chúa này chứ. Tiếp theo mình sẽ tô màu vàng cho chiếc vương miện này nhé. Cần cái thẻ mà có ấy, có phải rất chín. Và mình sẽ trang gì? Trang gì bao nhiêu vậy? Trang gì bao nhiêu? Thì giá thì kỳ, để xem chất lượng cao. Vậy là mình chưa phải đi chứ. Tí thì gì được, đặt cơ. Mấy cái à? 7 rồi. 7 ạ? Lấy thêm không? Thì đợi thế thôi. Thế là đủ rồi. Thì hôm trước anh chả bảo thế, em vứt cho thằng Tùng những 70 cái. Em vứt hết rồi thôi. Nó nhắn em bảo là đưa 40 cái thôi mà em đưa cho. À, thôi còn đấy cầm đấy đi không mẹ. Cứ 40 à? Ờ, nó bảo là 40 cái thôi. Mà, thôi cầm đi không có mẹ đi đám đòi thì không có máy đâu mà có cơ. Ờ. Thì anh gì cần mấy cái nữa là làm hết cái thứ rồi. Sao đây? Ok. Sau đây cầm thẻ. Mình sẽ tô màu nâu cho cái đuôi của chú ngựa này nhá. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu xanh nhạt này để tô màu cho chú ngựa này. Và mình sẽ sử dụng màu vàng để tô thêm cho phần chiếc bờm của chú ngựa này. Và để cho bộ váy của nàng công chúa này trở nên đẹp hơn, mình sẽ sử dụng loại màu tím để tô cho bộ váy này được đều màu và mình sẽ lắp lên những khoảng trắng nhé.
Và mình đã tô màu xong cho bức tranh về nàng công chúa đang ngồi trên một chú ngựa rất là đẹp này nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trên kênh YouTube này nhé. Bye bye.